Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. Toyota Place Garden Grove, 1-800-357-6738. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19. Trong phần tin tức vào ngày thứ năm, hôm nay là 2 tháng 3 2017, kính chúc quý vị một ngày làm việc hoặc là nghỉ ngơi thật vui. Cảm ơn quý vị đã chọn Little Sài Gòn TV để theo dõi các phần tin tức vào sáng ngày hôm nay. Gửi lời chào Thảo Yên, gió Santana hình như vẫn tiếp tục thổi vào và nóng. À vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì ở quận Cam của chúng ta là nhiệt độ nóng nhưng mà lại có khuyến cáo là sẽ có gió mạnh, thưa quý vị. Nhất là ở những cái vùng đồi núi thì khuyến cáo là sức gió có thể lên đến từ 40 cho đến 60 dặm một giờ. Cho nên là khi mà di chuyển ở những cái freeway thì chúng ta nên lái xe chậm, cẩn thận. Và khuyến cáo này sẽ có hiệu lực cho đến 4 giờ chiều ngày hôm nay. Và hôm nay thì ở Westminster nhiệt độ có thể lên đến 80 độ thôi quý vị. Gió rất là nóng. Và buổi tối thì xuống ở mức là 50 độ. Anaheim thì có nóng hơn một tí, có thể lên đến 82 độ. Và buổi tối thì là ở mức 50-51 độ. Và những ngày sắp đến thì ngày mai tiếp tục trời nắng nóng thưa quý vị, nhiệt độ trung bình là 76, lên cao nhất có thể là 80 độ. Và thứ bảy thì trời có mây mù, chủ nhật thì có 30% là vào chiều tối là sẽ có mưa. Dạ, vâng. Thứ bảy thì gió Santana đã thổi qua rồi, vâng, cho nên không còn gió nữa. Đó là lý do mà tại sao nhiệt độ xuống trở lại thưa quý vị. Tình hình tài chính tại Hoa Kỳ thì ra hôm nay Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo là jobless claims, tức là đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm ở mức thấp 44 năm trời. Tuy nhiên, việc thất nghiệp giảm rồi tình hình mà lạm phát tăng cao đã khiến cho quỹ dự trữ liên bang hoặc là ngân hàng trung ương dự trù sẽ tăng phân lời, và tăng phân lời trong tháng này, tháng 3 này. Vào năm ngoái trong các cuộc họp thì quỹ dự trữ liên bang bà Janet Yellen tuyên bố là trong năm 2017 có thể tăng tới 3 lần phân lời. Cho nên quý vị nào mà chưa đóng hồ sơ nhà cửa thì đây là cơ hội rất tốt, bởi vì đừng chờ đến khi mà thị trường tăng phân lời. Cái việc tăng phân lời cũng đã khiến cho thị trường tài chính ngày hôm nay hầu như hoạt động không tăng, không lên, không xuống, có màu đỏ. Báo cáo của Bộ Lao động cho biết có tất cả là 19 đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã không điền, là làm giảm ở mức 223.000 mà thôi, giảm xuống còn 223.000 đơn. Và giới đầu tư hôm qua thì quá vui với bài diễn văn của ông Trump. Họ thấy rằng là tình hình kinh tế trong tương lai tốt đẹp, nhưng mà cái mối lo ngại về phân lời tăng đã khiến cho giới đầu tư hôm nay bán tháo cổ phiếu. Hôm qua thì mua vào thật nhiều, hôm nay bán tháo để kiếm lời thưa quý vị. Dow Jones xuống 40 điểm, Nasdaq xuống gần 25 điểm và S&P 500 xuống hơn 9 điểm. Giá vàng, giá đô la như thế nào? Vàng xuống 8 đồng 3, hôm nay còn có 1.241 đồng 70 cent mà thôi. Hôm qua thì được 1.250, dầu cũng xuống luôn 86 cent. Và đây là điểm quan trọng, bởi vì giá dầu lên thì giúp cho cổ phiếu lên theo. Giá dầu đang đi xuống thưa quý vị. Và người ta mong chờ là giá dầu ở mức trên 55 đô. Hôm nay còn có vỏn vẹn khoảng 53 đồng mà thôi. Đó là tình hình. Trong khi đó, đồng đô la vẫn ở mức cao so với euro. 1 đô 5 cent
để đổi lấy 1 euro, thưa quý khán thính giả. Và liên tục từ tối ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay, bản tin lớn nhất trong ngày chỉ là chuyện của ông Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions. Và đây là đoạn video. Thực sự cái gì đó quý vị, nhất là các cuộc điều trần nằm trong video hết à, và được lưu trữ cả bao nhiêu năm trời sau để không có gì hết. Người ta lấy lại cái record, người ta lấy lại cái hồ sơ đó để theo dõi vào thời điểm đó cái người ngồi ra điều trần trước ủy ban của Quốc hội Thượng viện sẽ nói gì và có đúng với sự thực tế hay không. Thì chuyện của ông Jeff Sessions chưa biết làm thế nào mà tờ Washington Post ngày hôm qua đã loan tin việc này. Và đây là đoạn ghi hình giữa một ủy ban của Thượng viện, và đây là ông Franken đặt câu hỏi với ông lúc đó là ứng viên vào ghế Bộ trưởng Tư pháp của do ông Trump đề cử. Any evidence that anyone affiliated with the Trump campaign communicated with the Russian government in the course of this campaign, what will you do? Senator Franken, I'm not aware of any of those activities. I have been called a surrogate at a time or two in that campaign, and I didn't have not have communications with the Russians. Câu hỏi đặt ra đó là nếu có bất cứ một cái mối liên hệ, một cái sự liên lạc tiếp xúc nào giữa phía Nga với các thành viên trong nội các của ông Trump hoặc tòa Bạch Ốc, ông sẽ làm gì? Cái câu hỏi đặt ra đơn giản thôi, nhưng mà ông lại trả lời tôi không có bất cứ một cái liên lạc nào hết, và tôi không biết điều đó, tôi không có trả lời được. Thế thì đây là cái điểm quan trọng mấu chốt mà tờ Washington Post nói, việc mà ông đã nói láo. Và về sau này, chính ông tướng Michael Flynn cũng đã giấu giếm cái chuyện đó và khiến cho ông Trump sa thải. Sau này, ông Flynn phải xin lỗi khi mà nói rằng có những gì mà tôi không nói hết. Cái chuyện không nói hết với cái chuyện mà không khai báo sự thật. Bởi vì thưa quý vị, khi mà ra điều trần á, chúng ta giơ tay lên để mà tuyên thệ là tất cả những điều chúng tôi nói ở đây là sự thật, không giấu giếm gì điều hết. Phía tòa Bạch Ốc vẫn còn muốn bảo vệ ông Jeff Sessions, nói rằng là ông Jeff Sessions không có liên hệ gì đến cái chuyện tiếp xúc giữa Nga với ông cả. Thế nhưng thưa quý vị, đã có bằng chứng, và chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mà trong ngày hôm nay thì bận rộn của Quốc hội và kể cả giới truyền thông chỉ là chuyện của Jeff Sessions. Liệu rằng ông sẽ ra đi hay vẫn sẽ tiếp tục ngồi lì trong chiếc ghế Bộ trưởng Tư pháp của mình? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.